Tú Linh. Cú đánh rất mạnh ở biên 4 của Lin Xiu Ho, nhưng bóng đã đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của chủ công mang áo số 7. Và có vẻ như cô đã yêu cầu ban huấn luyện của King World Taipei sử dụng quyền challenge. Trong nhiều lần khiếu nại trước đó thì đại diện của Đài Bắc Trung Hoa đều có những tình huống khiếu nại không thành công với quyền challenge block touch. Liệu bóng có chạm tay chắn của các cô gái Việt Nam hay không? Nhiều lần trước đó bóng đều không chạm tay chắn. Một tình huống đập bóng ở tầm cao của Lin Xiu Ho. Và có vẻ như các cô gái áo vàng đang rất tự tin cho điểm số này. Một tình huống khiếu nại mà chúng ta đang phải chờ đợi khá lâu để theo dõi lại những hình ảnh được quay chậm. Ngày hôm nay thì người điều hành công nghệ Video Challenge, một công nghệ tương tự như VAR trong bóng đá, đó là trọng tài Akulova Yuriya tới từ Kazakhstan. Rất hồi hộp. Ở thời điểm này thì đây cũng là một điểm số quan trọng. Bóng không chạm tay chắn và điểm dành cho Việt Nam. Thêm một tình huống khiếu nại không thành công nữa của King World Taipei. Họ sẽ chỉ còn được một lần khiếu nại sai nữa trong trận đấu này. Tiếp tục là cầu phát bóng của Trần Tú Linh. Vẫn cứu được bóng nhưng đây sẽ là cơ hội tấn công dành cho Sport Center One. Thanh Thúy đánh y thành công. Một pha tấn công thẳng vào vị trí của Flavio. Và đội trưởng của Sport Center One đã ghi được điểm thứ 18 cho chúng ta. Tình huống đánh bóng dọc biên rất hay của Trần Thị Thanh Thúy. Thanh Thúy là cầu thủ có cái cổ tay cực dẻo. Một quãng nghỉ cần thiết khi các đồng đội không nhồi bóng quá nhiều cho Thanh Thúy để cho đội trưởng có thời gian nghỉ ngơi. Và khi trở lại thì hiệu suất ghi điểm của Thanh Thúy chúng ta đều biết là lớn như thế nào. Trong hai trận đấu đã qua thì hiệu suất ghi điểm của Thanh Thúy thường xuyên dao động ở khoảng 50%. Tú Linh vẫn đang giữ được cầu phát bóng của mình. May mắn đã mỉm cười với King World Taipei. Bóng đã leo lưới ở tình huống vừa rồi. Đổi vào điểm dành cho đại diện của Đài Bắc Trung Hoa, 15-18. Cú đập bóng từ hàng sau của Flavio. Bóng đã chạm mép lưới và sang phần sân bên kia. Và chúng ta không kịp trở tay. Cú đánh sau đầu của Lý Thị Luyến. Đây là Thanh Thúy. Bỏ nhỏ thành công. Điểm thứ 16 dành cho đại diện của Đài Bắc Trung Hoa. Lại một tình huống đánh bóng dọc biên nhưng lần này thì Flavio đã phòng thủ thành công. Ngay sau đó thì Lin Xiu Ho cũng đã đưa ra câu trả lời với hai tình huống tấn công uy lực liên tiếp ở vị trí số 4. Xứng đáng là một trong những mũi công mạnh nhất bên phía King World Taipei. Đó là chủ công mang áo số 7 Lin Xiu Ho. Thanh Thúy. Cơ hội Lý Thị Luyến.
Lý Thị Luyến đánh bóng trong sân. 19-18 cho các cô gái Việt Nam. Cú đánh vừa rồi của Lý Thị Luyến đã mang tới niềm vui cho các cổ động viên và phần nào là sự giải tỏa về mặt tâm lý cho những người đồng đội. Lý Thị Luyến cũng đã tiến bộ rất nhiều trong quãng thời gian gần đây. Nhưng ngay sau đó thì đáng tiếc là phụ công này lại phát bóng ra ngoài. Chúng ta cần phải cải thiện kỹ năng phát bóng của mình. Sau tình huống phát bóng không thành công vừa rồi thì Lý Thị Luyến đã rời sân để nhường lại vị trí cho libero Khánh Đăng. 18-19, khoảng cách là rất xít sao. Thanh Thúy đập bóng tốt ở vị trí số 4 và điểm thứ 20 dành cho các cô gái Việt Nam. 20-18, khoảng cách 2 điểm. Cách biệt chưa thực sự là an toàn. Nhưng ở thời điểm này khi mà xét đấu thứ 4 đang bước vào những điểm số cuối cùng rồi thì đây cũng là một cách biệt lý tưởng cho chúng ta. 5 điểm nữa thôi chúng ta sẽ có được chiến thắng chung cuộc. Chắn bóng tốt và 21-18. Chiến thắng đang đến gần hơn với Sport Center One. Bỏ nhỏ tốt, đó là pha xử lý tinh tế của Flavio. Như thường lệ thì đối chuyền người Brazil vẫn là mũi công quan trọng nhất trong đội hình của Kingwell Taipei. Khoảng cách vẫn là 2 điểm. Thanh Thúy. Đây là lúc mà Thanh Thúy cần phải tỏa sáng. Và đội trưởng của Sport Center One không phụ lại sự kỳ vọng của chúng ta. 22-19 rồi, 3 điểm nữa thôi. 3 điểm để cho chúng ta hướng tới chiến thắng và khoảng cách giữa hai đội cũng đang là 3 điểm. Và lúc này thì Kingwell Taipei đã phải xin dừng hội ý. Đoàn Thị Xuân trở lại sân. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã quyết định thay vị trí đối chuyền. Thanh Thúy phát bóng rất hồi hộp. Những tình huống phát bóng tấn công có thể coi là con dao hai lưỡi. Thanh Thúy đã lựa chọn an toàn. Bóng trong sân rồi. Cách biệt được thu hẹp cho Kingwell Taipei. Và đánh bóng lách chắn rất tốt của Flavio. Sau đâu, điểm dành cho các cô gái Việt Nam. Và đó là pha ghi điểm của Hoàng Thị Kiều Trinh. Những tình huống thay đổi nhân sự liên tiếp của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Đoàn Thị Xuân vào sân không lâu. Và ngay lập tức Kiều Trinh lại trở lại. 23-20 cho chúng ta. Flavio. Tiếp tục là đối chuyền người Brazil. Hai tình huống tấn công liên tiếp ở vị trí số 2. Khoảng cách 2 điểm lại tiếp tục được tái lập. Rất hồi hộp cho set đấu thứ 4 này. Lợi thế vẫn đang thuộc về Sport Center One.
Kiều Trinh bỏ nhỏ. Và bỏ nhỏ khá khó chịu của Kiều Trinh nhưng chưa có điểm. Sau đó thì Flavio đã ghi điểm với một cú đánh rất chất lượng. 22-23. Lợi thế của chúng ta không còn nhiều nữa. Flavio tiếp tục phát bóng. Thanh Thúy. Cú đập bóng tốt của chủ công mặc áo số 5 đó là Yu Fang Yu. King Will Taipei liên tục thu hẹp được cách biệt và bây giờ thì họ đã sát bằng được điểm số. Chúng ta còn cách chiến thắng 2 điểm nữa thôi và đối thủ cũng vậy. Đây là lúc mà các cô gái Việt Nam cần phải giữ được sự tập trung cao độ. Kiều Trinh! Nỗ lực cứu bóng thành công của King Will Taipei. Nhưng vẫn là cơ hội tấn công dành cho chúng ta. Tiếp tục là Kiều Trinh, vẫn chưa có điểm. Flavio! Chặt bóng tốt và điểm dành cho Việt Nam! 24-23! Cơ hội dành match point cho các cô gái của chúng ta. Một điểm nữa thôi, chúng ta sẽ khép lại trận đấu đầy căng thẳng và kịch tính này. Để hoàn thành nhiệm vụ có thể giành vị trí nhất bảng A, cũng như là tiết kiệm được sức lực để bước vào vòng bán kết. Match point cho Sports Center One. Cơ hội tấn công dành cho các cô gái áo vàng. Tú Linh chưa có điểm. Chắn bóng tốt, vẫn chưa có điểm cho Việt Nam. Khánh Đang bắt bước một quá hay. Và đây là cơ hội, Tú Linh. Bóng có chạm tay chắn hay không? Và điểm dành cho Việt Nam, 25-23. Chiến thắng tuyệt vời của các cô gái Sports Center One. Chúng ta vượt qua đối thủ King Will Taipei, đại diện của Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 3-1 chung cuộc.